không phải mẫu xe hát. Trong phân khúc SUV 7 chỗ, Isuzu MU-X đã trải qua giai đoạn thực sự lép vế trước hàng loạt các đối thủ trong năm 2020. Nắm bắt tâm lý mua xe du xuân thời điểm Tết 2021 của nhiều khách hàng Việt, Isuzu bắt đầu triển khai chương trình ưu đãi khủng. Với chính sách này, Isuzu đang hết lòng tạo điều kiện nhằm hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe ưng ý với mức giá phù hợp nhất. Cụ thể hệ thống đại lý của Isuzu đang thực hiện chương trình lì xỉ phú quý, rước xe như ý dành cho mẫu xe MU-X với mức ưu đãi lên tới 108 triệu. Chương trình này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 1 đến hết 28 tháng 2 và được áp dụng trên các đại lý Isuzu toàn quốc. Theo đó, khách hàng mua Isuzu MU-X trong thời gian ưu đãi sẽ được hỗ trợ 50% phí trước bạ và hoàn thêm tiền mặt lên tới 30 đến 50 triệu tùy theo từng phiên bản. Tổng mức ưu đãi mà MU-X đang nhận được là 77 và 108 triệu tương ứng với hai phiên bản được áp dụng chương trình mu X MT 779 triệu giảm phí trước bạ 47 triệu hoàn tiền 30 triệu giá sau giảm 709 triệu. mu X AT 930 triệu giảm phí trước bạ 58 triệu hoàn tiền 50 triệu giá sau giảm 822 triệu. Với mức ưu đãi khủng này, Isuzu mu X được kỳ vọng sẽ cải thiện phần nào khả năng cạnh tranh và giành khách từ Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe trong thời gian tới. Isuzu mu X là mẫu xe ít được nhiều người lựa chọn tại Việt Nam. Tuy nhiên không thể phủ nhận những điểm gây ấn tượng trên dòng xe này như thiết kế bền dáng, trang bị hiện đại như màn hình giải trí cảm ứng 7 đến 8 in điều hòa chỉnh tay, dàn âm thanh 6 loa, khóa từ xa. Xe được trang bị động cơ dầu 1.9 lít 4 xi lanh thẳng hàng, tạo ra công suất 150 mã lực và mô men xoắn 350 Nm, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. XXXXX <laughs>